Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với bản tin giao thông an toàn ngày 5 tháng 7 năm 2016. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội sẽ kiểm tra toàn diện hoạt động của các doanh nghiệp tham gia kinh doanh bến thủy nội địa trên Hồ Tây, quận Tây Hồ. Việc kiểm tra sẽ tập trung vào các trang thiết bị đảm bảo an toàn của phương tiện, đăng ký phương tiện, đăng kiểm của phương tiện. Theo số liệu thống kê, hiện có 13 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ trên Hồ Tây. Các phương tiện hoạt động sai phép nhiều năm, đe dọa an toàn giao thông và ảnh hưởng đến cảnh quan. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2016, quy định về xử phạt lái đò, phà, không phát, khách đi đò không mặc áo phao bắt đầu có hiệu lực. Quy định đã có hiệu lực được 5 ngày, tuy nhiên tại nhiều nơi, hành khách vẫn không mặc áo phao. Theo quy định, lái đò sẽ bị xử phạt 100 đến 200 nghìn đồng nếu để hành khách đi đò không sử dụng áo phao. Quy định đã có hiệu lực 5 ngày, nhưng lực lượng chức năng vẫn chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sát cho biết, lực lượng chức năng đang tập huấn về việc xử phạt lái đò, khách đi. Sau khi tập huấn xong, mới xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm. Từ ngày 7 tháng 7 năm 2016 tới đây, GrabCar Hà Nội sẽ tăng giá cước lên mức giá 20.000 đồng trong 2 km đầu tiên và 10.000 đồng trên 1 km cho mỗi km tiếp theo. Đại diện GrabCar Hà Nội cho biết, điều chỉnh lần này nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng và mang lại thu nhập ổn định hơn cho các tài xế đối tác. Khi tính mức giá cước mới nêu trên, khách hàng sẽ không phải trả thêm phí chờ nào khác, phí trừ sân bay, phí cầu đường. Mức cước này cao hơn 1.000 đồng trên 1 km so với mức đang áp dụng. Ngày hôm nay do ảnh hưởng của một vùng thấp ngay gần bờ đã gây mưa lớn trên diện rộng ở toàn khu vực Bắc Bộ. Mưa nặng hạt kéo dài gây sạt lở ở vùng núi và gây ngập một số tuyến đường ở các thành phố, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Tại Hà Nội, mưa khá lớn diễn ra trong khoảng 30 phút với lượng mưa ghi nhận ở một số nơi như Định Công 20mm, Vĩnh Quỳnh 10mm. Trận mưa đã gây ra ngập nhẹ trên một số tuyến đường thành phố Hà Nội như Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Xiển, Lê Duẩn, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai với mức ngập từ 0,1 đến 0,3m. Các phương tiện dù không bị chết máy nhưng đi lại rất khó khăn do trời mưa nặng hạt lại kèm theo gió lớn. Đến chiều tối và đêm nay, vùng mưa mở rộng ra khắp đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Việt Bắc, nơi mà suốt những ngày qua có mưa lớn, độ ẩm trong đất rất cao, ít kết dính khiến đất đá rất dễ bị trượt sạt. Trận mưa lớn từ đêm mùng 4 đến rạng sáng ngày hôm nay mùng 5 tháng 7 tại Quảng Ninh đã làm một số tuyến đường ở tỉnh này bị ngập cục bộ, gây ùn tắc giao thông. Có khu vực nước tràn vào nhà của người dân khiến nhiều người phải kê bao ngăn nước. Cụ thể, tại quốc lộ 18 đoạn qua địa bàn phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả đã xảy ra một vụ cục bộ do lượng mưa trút xuống quá lớn, nước ngập trên mặt đường khiến các phương tiện vừa đi vừa phải dò đường, dẫn đến tình trạng ùn ứ giao thông. Cao tốc Hạ Long Vân Đồn tắc nghẽn nhiều giờ vì ngập úng, phải nhờ đến sự điều phối của lực lượng cảnh sát giao thông. Ngoài ra, mưa lớn ập tới kéo dài nhiều giờ, nước dâng nhanh, hệ thống thoát nước không đủ khả năng tiêu úng đã khiến nước tràn vào nhà của người dân, ngập úng tại các con đường. Nhiều hộ dân phải đắp đập kê bao trước cửa nhà để ngăn nước hay vác đá để chặn dòng nước suối. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ninh, dự báo trong ngày hôm nay và ngày mai, toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to cho đến rất to và dông với cấp độ cảnh báo rủi ro thiên tai đạt cấp 1. Theo một thống kê mới nhất, Hà Nội hiện có 16 điểm ngập úng nghiêm trọng tại các quận trung tâm. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, có hơn 40 tuyến đường ngập do mưa và 9 tuyến ngập do chiều cường. Mưa ngập trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người tham gia giao thông. Bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một số kinh nghiệm hữu ích khi lái xe ô tô vào vùng mưa ngập. Khi trời mưa lớn, ngay lập tức hãy nghĩ đến việc chọn một lộ trình thích hợp, tránh những tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập úng. Nếu vẫn bắt buộc phải đi qua những tuyến đường ngập sâu, người lái cần hết sức bình tĩnh xử lý tình huống. Đầu tiên, xác định mức nước ngập. Nếu mức nước không quá 20cm, xe có thể di chuyển qua một cách an toàn. Lựa chọn cho xe chạy giữa đường, tránh được những chỗ ngập nước sâu. Xe càng ở gần phía ngoài, nguy cơ đi vào ổ gà, ổ voi hay hố ga sẽ cao hơn và có thể bất ngờ làm xe ngập sâu.
không đi gần các xe tải trọng lớn vì những xe này có thể tạo thành những con sóng bất ngờ làm ngập đường ống xả, gây chết máy. Không cố gắng đi qua khi có xe ngược chiều vì khi hai xe đi ngược chiều sẽ tạo sóng tràn lên nắp capo của xe, gây nguy cơ nước tràn vào họng hút hoặc nắp máy, có thể làm ướt buji, gây chết máy. Luôn đi ở số thấp và đều chân ga khi đi trên đường ngập. Khi đi ở số thấp sẽ dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật vô tình gặp phải mà lái xe không quan sát được. Luôn luôn đều chân ga vì khi đó dòng khí xả sẽ tạo ra lực đẩy, tránh không cho nước đi vào bên trong ống xả. Khi mà các bạn đi xe trên đường ngầm nước thì cái đầu tiên sẽ dẫn đến các cái hư hỏng liên quan đến các thiết bị điện cũng như là cảm biến trên xe. Cái thứ hai nó sẽ gây ra các hư hỏng cũng như biến chất của các cái dầu mỡ, của các cái chi tiết trên xe. Và cái thứ ba là gia tăng cái sự ăn mòn cũng như là xuất hiện rỉ đối với các chi tiết của gầm xe cũng như trên xe. Và cái cuối cùng hư hỏng nặng nhất liên quan của động cơ của các bạn đó là gây ra cong tay biên, gãy tay biên, vỡ lốc máy cũng như là cong cái suspap trên xe của các bạn. Trong trường hợp động cơ của các bạn chết máy thì các bạn tuyệt đối không được nổ lại máy và nên tắt khóa điện, sau đó thì gọi điện cho các cái đại lý cũng như trạm ủy quyền của Toyota để được hỗ trợ. Với khả năng ngập lụt có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại những thành phố lớn, để phòng xa cho những rủi ro này, tốt nhất nên tìm mua loại bảo hiểm có bao gồm gói bảo hiểm thủy kích. Ngoài ra, luôn lưu sẵn một số điện thoại cứu hộ giao thông trong danh bạ để sử dụng trong các trường hợp cần thiết. Một vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng giữa hai tàu đã xảy ra trên sông Hồng, đoạn qua xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Hậu quả là một tàu bị chìm, trong đó có 3 người chết, 1 người mất tích. Cả 4 người trên tàu bị chìm đều là thành viên trong một gia đình trú tại xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Trong đó, 3 người tử vong là anh Trần Văn Tuấn, sinh năm 1975, chủ tàu. Vợ anh Tuấn là chị Trần Thị Hái, sinh năm 1977, và con gái là cháu Trần Thị Đào, 2 tuổi. Riêng cháu Trần Văn Duy, 8 tuổi, hiện nay vẫn đang mất tích. Trước đó, vào lúc 15:30 chiều ngày 4 tháng 7, tàu chở nguyên vật liệu mang biển số NB2434 do anh Trần Văn Tuấn điều khiển. Trên tàu có vợ và 2 đứa con đang lưu thông trên sông Hồng. Khi đến đoạn qua xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư thì bất ngờ đâm vào tàu mang biển số NB6913 là do anh Phạm Văn Hiến, sinh năm 1990, trú tại Gia Vĩnh, Ninh Bình, điều khiển cùng chiều. Vụ tai nạn làm tàu của anh Tuấn bị chìm, 3 người chết và 1 người mất tích. Bắt đầu từ 15 giờ chiều ngày hôm nay, mùng 5 tháng 7, giá bán lẻ mỗi lít xăng RON 92 giảm nhẹ 200 đồng một lít. Và theo đó thì giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng không quá 15.968 đồng một lít. Bên cạnh đó, giá dầu diesel vẫn là 12.298 đồng một lít, dầu hỏa là 10.667 đồng một lít. Trong khi đó, giá các loại dầu được Liên Bộ yêu cầu doanh nghiệp đầu mối giữ nguyên. Riêng dầu mazut tăng 260 đồng một kg lên mức 9.001 đồng một kg. Kể từ sau kỳ điều hành trước, giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore, thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam có xu hướng giảm xuống. Và đây là lý do khiến giá xăng dầu tại Việt Nam giảm nhẹ. Từ đầu năm cho đến nay, giá xăng RON 92 có 13 lần điều chỉnh, trong đó có 7 lần giảm giá, có 2 lần giữ nguyên giá và tổng cộng 5 lần tăng, với tổng cộng là 2.750 đồng một lít. Vào khoảng 13:20 ngày hôm nay, trên đường DT743, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, người đàn ông chở theo vợ và cháu gái đi xe máy thì xảy ra va chạm với xe tải, khiến hai bà cháu ngã lọt vào gầm xe, thoát chết trong gang tấc. Theo những nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên, xe tải mang biển kiểm soát 69C02100 do tài xế tên Nguyễn Hải Nam, quê Khánh Hòa, điều khiển xe từ đường Mỹ Phước Tân Vạn ra đường DT743. Khi xe tới ngã tư đường Mỹ Phước Tân Vạn giao với đường DT743, thì tài xế cho xe rẽ về vòng xoay An Phú. Đúng lúc này, xe máy mang biển kiểm soát 67C136200 do người đàn ông trung niên chở theo vợ và cháu gái đã cắt mặt xe tải để chạy sang đường. Do bị khuất tầm nhìn, tài xế không quan sát được nên đã tông vào xe máy của hai vợ chồng. Cú tông mạnh khiến người đàn ông văng về phía trước và bị gãy chân. Người phụ nữ và đứa cháu hơn 2 tuổi nằm lọt dưới gầm xe. Rất may tài xế đã nghe thấy tiếng la hét của người đi đường nên đã thắng gấp. Hai bà cháu may mắn thoát chết và chỉ bị xây xát nhẹ. Vụ tai nạn đã khiến giao thông qua khu vực này bị hỗn loạn tại hai con đường Mỹ Phước Tân Vạn và DT743 trong nhiều km.
Thưa quý vị, phương tiện vận tải hành khách liên tỉnh phát triển ồ ạt, bến xe thì quá tải, nhưng khoảng 10 năm trở lại đây thì thành phố Hà Nội hầu như không đầu tư xây dựng thêm bến xe mới. Trong khi đó lại có một số bến xe cũ bị phá bỏ, giải tỏa và điều này đã dẫn tới hệ lụy quy hoạch bến xe bị phá vỡ và có những bến xe hiện nằm quy hoạch thì lại chưa có kinh phí đầu tư xây dựng mới. Rõ là thủ đô sẽ có nguy cơ bị thiếu trầm trọng bến xe mới trong một tương lai không xa. Bến xe bị quá tải, ùn tắc giao thông kéo dài các tuyến đường phụ cận bến xe hay cạnh tranh vận tải hành khách không lành mạnh. Đó là tình trạng mà hầu hết các nhà quản lý giao thông của Hà Nội đều biết, nắm rõ. Vậy nhưng biết rồi thì cũng chẳng để làm gì. Bến xe hành khách liên tỉnh của Hà Nội được quá thiếu. Thế nên mỗi khi mà giải quyết vấn đề thì nó đụng chạm đến khá nhiều. Thế nhưng mà trên thực tế thì là về cái quy hoạch bến xe Hà Nội thì có rồi. Chúng ta được biết rằng gần đây nhất là năm 2015 thì cái quy hoạch giao thông vận tải mà được duyệt thì nêu ra rất rõ là những bến xe nào ở đâu. Thế nhưng mà vấn đề là chưa có cái vốn đầu tư thôi. Là chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội hơn 10 năm nay, ông Bùi Danh Liên cho rằng quy hoạch bến xe hiện nay có vấn đề. Nếu xét về mặt tổng thể, đó là sự bất cập trong việc sắp xếp luồng tuyến bến xe dẫn tới chồng chéo, xung đột giao thông. Hệ quả, bến thì quá tải, bến thì lại điều hưu phương tiện. Dù bến đặt ở đâu cũng là tạo nên cái ùn tắc nếu như cái việc điều tiết giao thông đấy không vào. Ví dụ như cái mỹ đình trước đây cũng 1.500 xe mà sau khi mà giải quyết lại ổn định lại tổ chức thì vẫn là 1.500 xe, nhưng nó khi tình trạng nó vẫn như thế thôi. Theo ý kiến của các chuyên gia giao thông, Hà Nội sau khi xóa sổ bến xe khách Lương Yên, tới đây chỉ còn lại 5 bến xe gồm Gia Lâm, phía Nam, Nước Ngầm, Yên Nghĩa và Mỹ Đình. Như vậy, xét về mặt tổng thể, 4 cửa ngõ huyết mạch của thủ đô phải chịu một áp lực giao thông rất lớn, nhất là khu vực cửa ngõ phía Nam, có tới 2 bến xe là phía Nam và Nước Ngầm. Vấn đề đặt ra với sự gia tăng của phương tiện xe khách liên tỉnh, rõ là nguy cơ Hà Nội đang phải đối mặt với tình trạng thiếu bến xe. Phải có một cái bài toán hết sức khoa học cộng với lại cái sự đầu tư hạ tầng cơ sở. Tôi lấy thí dụ như là bây giờ ô tô ở trên đường 70 đi xuống lại dồn về đây thì không thể nào mà giải quyết ùn tắc trước cái bến Nước Ngầm được. Đáng nhẽ phải có cái con đường cắt ngang ra pháp vân Cầu Rẽ xuyên qua cái đường 1 này ra thì mật độ giao thông nó giảm hẳn. Nhưng cái đó ai cũng biết, nhưng có cái điều là khó khăn về kinh phí. Vấn đề là bố trí luồng tuyến như thế nào để đảm bảo rằng sẽ là khai thác được cái hạ tầng cơ sở, nhưng mà bố trí luồng tuyến thì nó lại dẫn đến là cái việc ùn tắc trên đường nữa. Cho nên ở đây là cả một bài toán, mà bài toán này là phải giải quyết một cách tổng hợp. Nếu mà giải quyết một cách triệt để nhất thì là thực hiện theo các quy hoạch, nhưng mà các quy hoạch của chúng ta thì chúng ta biết rồi, có quy hoạch nhiều khi không được thực hiện. Thiếu bến xe bắt buộc xe khách phải chạy xuyên tâm và gây chồng chéo luồng tuyến. Trong khi chờ Hà Nội thực hiện việc xây dựng bến xe theo quy hoạch, thì hệ lụy nó gây ra là rất lớn. Và đây, xe dừng, đỗ, đón khách dọc đường xảy ra tràn lan, mất kiểm soát, thậm chí là dùng xã hội đen, bảo kê, tranh giành khách. Bản tin giao thông an toàn ngày 5 tháng 7 của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.